Chào mừng các bạn đến với Minecraft or Aircraft tập 6. Hiện tại tụi mình đang ở nhà đây các bạn ơi, và nãy giờ tụi mình đang thực hiện một vài thao tác là mình sắp xếp lại cái chỗ khu vực ở của mình. Mình sẽ dành cái tầng 1 là cái khu vực mà mình sẽ ở nha các bạn. Nó mình sắp xếp lại cho nó đỡ bừa bộn chút xíu. Thực ra nó nhìn cũng hơi bừa bộn. Có lại là cây kiếm này của mình gần hư rồi nên mình sẽ chế tạo một cây kiếm khác. Và nó có một cái Pocky và nó có một cái dòng tốt và một cái dòng xấu các bạn. 10% trừ 10% dex speed và cộng 5% sức tấn công. Ngoài ra thì mình có thể có chế tạo thêm cái cây nỏ này các bạn, cây nỏ sắt này. Và mình lấy hai một hồi mình mới quên ấy là cây nỏ sắt này không thể dùng cái mũi tên này để mà bắn được. Đó, hình như nó dùng cái này nè các bạn. Hình như là nó dùng cái này thì phải. Đây cái này mình ghi nhầm. Hình như nó dùng cái loại mũi tên nào ta, để mình xem. Nó dùng cái loại này nè. Đây nè các bạn, hình như dùng loại này thì phải. Theo mình biết là như vậy thì có lẽ là mình sẽ chế tạo sao ha. Nói chung mình cần lông gà đấy. Thì thực ra mình chế tạo cái này để cho nó thể bắn xa hơn thôi. Bắn xa hơn nó sẽ giúp mình giết rồng dễ hơn. Chứ cây cung bình thường của mình thì có vẻ là nó hơi khoai cho mình. Thì mình với lại mình cũng có chế tạo thêm những cái miếng lọc nước này để cho mình có thể gọi là ổn áp hơn các bạn ơi. Ngoài ra thì mình sẽ lấy thêm một vài cái băng đét đem theo trong người. Đó, để cái gì mà phục hồi cho bản thân chút xíu. Ok, vậy chắc được rồi đấy. 13 cái miếng này là mình nghĩ là mình đủ xài cho tập này rồi. Bây giờ mình phục hồi hai cái chân của mình cái. Đó. Thì mình có chế tạo cho mình những cái miếng thịt luôn. Đầu tiên mình sẽ lấy thức ăn mình ăn cái đó. Đây, những cái miếng này để mình có thể thuần phục những cái con thú cưỡi bay các bạn. Mình đang rất muốn thuần phục tụi nó luôn. Nên có lẽ mình sẽ lấy cái này nhá. Mình còn thiếu đúng một cái thịt gà nữa thôi. Là mình đủ thêm 4 miếng nữa rồi. Nó hơi cay cú các bạn ơi. Thiệt là tình. Ôi trời tối này. Ủa trời tối nhanh vậy ta. Ô có một cái con quái gì kìa. Ô mày có cái cung. Có một cái con quái này nè các bạn. Đây nè các bạn thấy không, đôi cánh của nó nè. Bắn thử coi trúng không. Trúng không? Có vẻ không trúng các bạn ơi. Nó bay đi đâu rồi? Nó đang tấn công dân làng chăng? Ô cái này mình bắn trúng dân làng một cái là mình toang đấy. Ok, một con nhìn nó khá là lạnh lẽo sao ấy. Mày, ôi nó chết rồi. Ok, nhặt như thế này được có chút xíu kinh nghiệm mà khá là ít. Thì làm sao bây giờ để mình có thể săn được mấy con thú cưỡi bay đây? Ở đó có một con gì nè. Con này là con này con bảo vệ dân làng các bạn ơi. Thì con rồng nó vẫn còn lãng vãng bên khu vực bên kia. Thú cưỡi bay. Hello. Ơi, bắt nó các bạn ơi. Bắt đó. Ok, nó chịu chưa? Nó chịu chưa nhờ? Được rồi nè. Tuyệt vời các bạn ơi, mình đã cửa được nó rồi. Ok, bây giờ làm sao mình xuống đây? Bây giờ mình làm sao để mình có thể xuống đây? Hình như nó ở đây đúng không? Thu cửa bay của mình, best. Mình hiện tại các bạn kêu mình sẽ chế tạo một cái Soulgazer. Sau đó thì mình sẽ chế tạo thêm sau đó chúng mình sẽ làm một cái đá linh hồn thì mình sẽ có thể hồi sinh con này được. Nhưng mà làm sao để mình xuống đây? Mình đè ship thì nó chỉ bay lên bay xuống thôi. Mình không biết cái thao tác để mà đi xuống các bạn ơi. Ôi thiệt tình, nhưng mà mình đã cửa được nó nè. Ủa các bạn thấy xịn chưa? Mình thử mình đi giết con rồng thử xem nhá. Con rồng thì nó vẫn ở bên làng nè. Buổi tối thì mình nó kìa. Mình có thể giết nó được không ta? Mình phải đứng thiệt là xa nó nha, giữ khoảng cách rồi mình bắn nó thôi. Thì cái đó thì may ra các bạn ơi. Nó không là toan mình ấy. Ồ có con nữa kìa. Con còn nó phá mình nè. Con này nhìn nó ghê vậy. Oh my god. Bỏ ra bạn ơi. Mày thích sao? Như nào? Ok, con này nó bay nó hơi rối mắt mình. Nhưng mà mình lo được. Mày nè. Nhanh đi, sắp chết rồi. No. Ok, mày quá. Nó chết rồi các bạn ơi. Mình cũng chấn thương sọ não nó luôn ấy. Chết rồi, thú cưỡi của mình. Làm sao để mình có thể thao tác ra khỏi người ở đây. Để mình xem. Chúng ta sẽ vào cái phần điều khiển. Đây, khúc này thì game nó dừng lại rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu cái cách làm rồi các bạn ơi. Mình chỉ cần
Dạ, mình kẹt kẹt ở đây luôn rồi. Ở cho mình đang ngồi dưới đất rồi. quá đáng thiệt sự. Ok, nó. Nhiều khi cũng chả hiểu nữa. Ok, rồi. Lấy hoa nãy giờ thì mình mới tìm được cách ấy. Bây giờ mình sẽ cần làm cái đá linh hồn này. Và cái công việc làm cái đá linh hồn nó sẽ tương đối là khó khăn cho mình. Bởi vì mình không biết là mình còn có đủ nguyên liệu hay không ở đây. Đó, nó căng thẳng chỗ đó đấy. Nói chung bây giờ mình biết cách thuần phục có lại thứ cửa này rồi thì mọi thứ đơn giản, thì mình còn yên cửi mà, mình còn đồ ăn mà, nên nó lại rất là đơn giản cho mình. Mình có thể làm được cái xô gáy giờ đúng không? Đây, chúng ta có thể làm được cái này. Mình chỉ còn một viên kim cương 4 xương và phôi vàng thôi. Ok, lần trước thì kim cương của mình còn này, vàng này. Sau đó thì mình sẽ lấy xương ở đây nữa, thì chúng ta sẽ có thể chế tạo được cái xô gáy giờ. Boom. Và từ cái này thì mình sẽ chế tạo ra cái đá linh hồn đúng không? Đây, từ từ đó mình xem công thức của nó cái đã. Đây, Soul Stone các bạn. Cái này thì chúng ta sẽ cần tới 4 ngọc Ender và thêm kim cương nữa. Như vậy thì mình lại không đủ rồi, nó lại rất khó khăn. Tạm thời thì mình sẽ giữ trong đây đi. Thuốc cổ thì chúng ta vẫn chưa có thể làm gì trong tập này rồi. Tiếc thiệt. Bây giờ nó cứ... đúng rồi, mình xem coi. Mình có thể trao đổi giữa mấy anh dân làng không? Biết đâu được rồi mình có thể đổi được mấy cái đồ ngon nghẻ ấy. Đây, thú cửa mình nó vẫn ở đây nè. Bây giờ mình vẫn có thể cưa được. Ủa, cái lông này. Ủa, cái lông này hơi bị đỉnh nha. Ok, cứ bay vòng vòng đi nha, đệ tử. Có lông thì mình có thể chế tạo được mấy cái bộ tên ấy. Từ từ để mình vô mình chế tạo chút xíu. Để thử coi mình có thể bắn được cái nỏ này hay không. Hay là mình cần phải tìm hiểu thêm. Sorry các bạn nha, mình đã cố gắng rồi, tìm hiểu khá khá rồi đấy. Nhưng mà vẫn chưa đâu vào đâu hết. Nên thôi để mình cố gắng mình nè. Hoàn thiện, ngày một hoàn thiện hơn nhá. Ok, chúng ta sẽ chế tạo một cái một miếng sắt ở đây nè, phôi vàng đây nè, lông đây nè, mình sẽ chế tạo được cái này. Mình có 8 cái, bây giờ mình thử bắn cái này thử xem. Được rồi nè. Nó. Được rồi nè các bạn. Mình có thể dùng cái này hoặc là những cái tuyệt vời hơn đúng không? Ok, good job. Bye, đi giết rồng thôi các bạn ơi. Có cửa rồi. Đây rồi. Đi thôi. Đàn em ơi. Mình bay qua đây mình xử lý con rồng cái đó các bạn. Mình cây cứu rồi các bạn, nhìn nó làm cái làng của mình này. Từ nó bay gần gần một xíu. Ồ, nó thấy mình chưa nhờ. Có vẻ cũng không không dễ bắn cho lắm nhờ. Ồ, nó thấy mình chưa. Mình bay cao cao lên thì bắn xuống dễ hơn ấy. Vẫn không dễ gì mấy. Rồi luôn còn có mấy cái mũi tên nè. Tài thiện xạ của mình có thể chấm điểm rồi đó các bạn. Một cái. Ê, không giỡn nha. Lâu lâu bắn cái thôi bro. Các bạn nhìn nó căng kìa. Hai cái. Rồi, vậy thôi á. Bây giờ mình chỉ có nước là mình đi săn mấy con gà thêm. Thì mình giết nó dễ hơn thôi. Bây giờ mình né né ra đi, né né ra chút xíu. Mình nghĩ có thú cửa rồi mình nên tận dụng. Mình dùng cung mình giết nó luôn cũng được. Mày. Rồng này. Rồng ở chúng tôi này. Rồng ở chúng tôi này. Ủa, gần tới nơi thì xuất hiện thêm mấy con thần gì nè các bạn. Né. Oh my god. Nó thấy mình, nó thấy mình. Cẩn thận nha. Con rồng này bắn nó phải né các bạn ơi. Tại vì nó sẽ giết chết thú cưỡi của mình. Và sau đó là mình sẽ té. Oh my god, có mấy con thần gió trên đây. Thần gió chúng tôi à. Mũi tên nhà mình còn nhiều lắm các bạn ơi. Về nhà mà lấy thêm cái đã. Về nhà lấy thêm qua xử lý mấy con này. Hay là mình sẽ có thể đi đi săn mấy con gà đi. Mình dùng cái cây nỏ nó mạnh hơn các bạn ơi. Đi săn thêm mấy con gà đi ha. Đi săn thì chắc là mình sẽ để thú cưỡi ở nhà ấy. Không biết là mình có thể trói nó bằng cái sợi dây buộc không ta. Ôi. Ok, giờ mình đi xuống thử nha. Bây giờ thì hết xuống được rồi, mình đây. Đó, mình xuống bằng cách này các bạn. Mình sẽ click vào những cái block khác để mình xuống. Thì bạn nào biết cách nó chỉ mình thêm nhé với nha. Đó, bây giờ thì mình giờ mình luộc cái con rồng này các bạn ơi. Mình nhớ chúng ta sẽ có khá là nhiều mấy cái cái này mình có thể mặc được cho con thú cưỡi của mình mà đúng không? Cố gắng lên nhá, từ từ ta sẽ tìm cho mày những cái đồ ngon nghẻ hơn. Bây giờ mình đem theo sắt trong người đi, đeo ba lô lên chứ, quên nữa. Đó, có ba lô. Bây giờ thì để xem coi chúng ta sẽ làm gì thêm. Đi săn thêm quái vật. Làm thử cái sợi dây cái đó các bạn ơi. Mình làm thử cái sợi dây xem mình có thể buộc con thú cưỡi của mình ở nhà hay không. Nếu được thì mọi thứ nó quá tuyệt vời ông mặt trời luôn. Chỉ còn chúng ta một chỉ này.
Thôi xong rồi. Hết chỉ đó các bạn ơi. Nên mình sẽ cần thêm nhiều chỉ ấy. Ừ, tức thiệt. Đi, đi cắt thêm mấy cái sợi này để mà lấy chỉ thôi. Không biết là khi mà mình thả cho nó một ở ngoài như thế này á, thì nó có bị con nào tấn công hay giết hay không nữa, mình khá là lo đấy. Nên mình phải cố gắng mình làm cái đá linh hồn thiệt là nhanh là tốt nha các bạn. Đó. Phải nhanh nhạy lên, nếu không thì mọi thứ sẽ toang đấy. Nó thể đang bay theo mình này, kịch liệt bay theo mình luôn. Ồ, mấy con này dễ thương thế nhờ. Khá là dễ thương luôn ấy. Ô tập này thiết nghĩ mình có nên đi mai không các bạn? Để mình cố gắng mình giết xong con rồng đi, mà được thời gian mình đi mai nhá. Để chúng ta tìm thêm những cái máu cho bản thân. Đây mình có thêm được 4 sợi chỉ, đủ không ta? Hình như là đủ rồi hay sao ấy. Công nhận cái này có thể làm chỉ một cách rất là tuyệt vời mặt trời luôn. 7 sợi chỉ, ok. Phú Cửi ơi, về thôi nào. Về thôi nào, về thôi nào. Từ từ tao sẽ cho mày viên đá linh hồn nhá. Tao sẽ có thể triệu hồi mày bất cứ lúc nào luôn. Ok. Thì mình sẽ đặt tên cho con pet này của mình là Gen K3 nha các bạn. Đó. Như vậy thì mình thấy hợp lý luôn. Rồi, ở ngoài nhé Gen K. Rồi mình sẽ cất cái cây này ở đây, sau đó chúng ta sẽ đi chế tạo mấy cái sợi dây buộc xem. Mình cũng chỉ test thử thôi. Mình không biết là được hay không. Nếu mà thứ được thì mình sẽ cho nó ở nhà. Còn không thì cho nó đi theo luôn cũng được. Hello? Ở đâu rồi? No. No. Để lại cho mình cộng lông hả? Rồi, luôn đen thiệt sự. Như vậy là mình sẽ... Rồi, tập này chúng ta sẽ thay đổi mục tiêu. Tại vì mình cái con thú cửa bay của mình nó chết rồi. Nên có lẽ là bây giờ mình sẽ không thể đi giết rồng được nữa. Mình chắc là sẽ đi tìm thêm kim cương với lại mắt Ender để mà mình đi bắt cái con thứ hai là ok. Ngoài ra thì mình sẽ cố gắng thu thập nhiều cái lông này chút xíu. Rồi, quyết tâm các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái tòa tháp nào đó gần đây. Chúng ta sẽ đi vừa farm kinh nghiệm mà vừa tìm mấy cái mảnh tốt cho mình luôn. Mày như nào? Như nào hả? Rồi, như thế này chắc được đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lên đường tìm thêm kim cương và mắt Ender thôi. Ngọc Ender chứ. A few minutes later. Hiện tại thì mình đang ngủ ở bên ngôi nhà bên cạnh các bạn. Thì các bạn có thể đứng từ đây nhìn qua ngôi nhà của mình đây. Đây, hướng này nè, đó, các bạn thấy chưa? Gần lắm luôn ấy, khu này mình có thể chọn làm nhà của mình luôn. Tại vì nó tự xây là được rồi. Bây giờ làm sao nữa ta? Mình mới vừa chế tạo cho mình đuốc từ mấy cái hạt đá phát sáng ấy. Và cái rune này thì mình mới vét được một vài đá phát sáng ở đây nè. Để xem coi. Ui, trồng cây mà phải cần farming level 8 á. Gắt nhờ. Bên kia thì có một cái hang ổ của rồng các bạn. Không ngờ ở đứng đây thì mình mới thấy luôn. Thì hiện tại thì mình tại sao mình lại ở chỗ này? Thì mình đang muốn đi farm thêm kinh nghiệm thôi các bạn ơi. Tại vì ở dưới chỗ này thì theo như mình biết nó có một vài cái lò spawn ấy của mấy quái vật, thì mình cứ xuống dưới mình đánh nhau tụi nó thôi. Hy vọng là không có những cái con ở cái mob Lycanee các bạn ơi. Không thì là hơi khó cho mình quá. Ok. Công nhận là mình thích cái tiếng vang thực sự luôn ấy. Đó các bạn thấy chưa? Có rất con nhện đúng không? Ok con nhện. Tối thui rồi các bạn thấy không? Tối thui luôn. Thiệt là tình nè. Và đây có một cái hang nữa. Để mình nhìn sơ qua nhìn sơ lại xem coi nó có mấy cái khói. Khói máu cho mình không? Mình loot được thêm gì mình loot. Thì nó lại tốt hơn cho mình khá khá nhiều ấy. Bên kia có một lò spawn và nó có cái con gì kia, cái tai của nó nhìn ghê quá vậy. Từ để biết nó sao, bây giờ mình phá lò spawn cái đó. Cha mẹ ơi, có mấy thanh niên nhện đây. Chết mà đi nè. Những cái lúc oh my god, hết đá luôn hả? Cay thiệt, không gì đen bằng luôn các bạn. Cha chả. Lên lại. Ôi thiếu nữa. Cay nhờ. Lấy thêm các bạn ơi. Không, con nhện nó spawn ra thêm ấy. Lại mệt cho mình. Vẫn là ba. Đen thiệt là sự. Ok. Nghe tiếng cung. Con nhện boss. Oh my god. Oh my god. Mày chết mà đi. Ồ, sao tự nhiên nó lắc lên thế nhờ. Đáng sợ thiệt sự các bạn nhờ. Ở đây thì mình nhặt được chỉ với lại cái cây này. Hạ là chân đốt và nó có cái dòng gì đó. Cái này thì ở check level 4 mà. Mình không cần nữa ha. Mình cầm mấy cây nó ngon nghẻ hơn chút xíu đi. Nó sẽ hấp dẫn hơn ấy.
Có một cái mình phát hiện là mình đang thiếu block quá. Mình phá mấy cái này ra mình lấy block thêm các bạn ơi. Mình sẽ không phá đá cuội đâu. Tại vì đá cuội nó sẽ không cho mình. Đây nó không cho mình cái nguyên cái khối đá đấy. Mình phải tự chế tạo thêm ấy. Mình sẽ chế tạo từ mấy cái này là ok nhất rồi đấy. Đó, như thế này. Không biết cái lòng cái chỗ spawn nãy mình có lấy được cái gì không nữa. Skeleton phía sau. What the hell? Oh my god, tụi mình nhận hang. Ui, không ấy được. Cái này, ở dưới kia có một cái con skeleton đi kìa. Solo cùng Bolero. Ây da, Bolero nó mạnh hơn mình. Ok. Mày, cương như bác sĩ Tâm á. À, sức mạnh 3. Ui, cái này hợp với mình nè. Và đá nữa. Ok, mình qua đây mình hồi phục một cái các bạn ơi. Những cái thao tác hơi kém cỏi đến từ vị trí của Crest. À quên. Những lúc như thế này thì mình nên ưu tiên dùng cái này hơn. Tính ra mình cũng không có tốn gì nhiều cho lắm nhờ. Ok, để xem coi. Đến lúc chúng ta phải cần vứt một vài đồ rồi. Một vài món đồ rồi. Đây có ngọc Ender rồi các bạn. Mừng thiệt sự. Khá là mừng luôn ấy. Vứt cái này đi. Long thì mình không vứt được nha. Tại vì nó cần thiết cho mình đấy. Không vứt long, không vứt long. Các bạn chịu khó nhìn nó hơi tối tăm chút xíu nha. Tại vì các bạn biết sao không, từ từ mình chỉ có cái tại vì mình không có nhiều đuốc, mình còn hai cây à. Phá đồ ngọc Luli, cái này mình cần, cái này mình cần nè. À, tên ở đây chúng ta có thuốc sức mạnh, uống đi. Mình nghĩ mình uống ngay bây giờ luôn. Cái này khi nào cần thì mình sẽ tay le thôi. Sao tự nhiên nó mọi thứ nó lát lên một cách lạ thường luôn á các bạn. Nó khá là nặng như kiểu đó, nó có rất là nhiều quái vậy đấy. Ok, tiếp tục đi thôi. Thì là mình xong được một cái hướng bên đây. Ở đây có một cái chỗ đường đi. Bên kia là một spawn có mấy con skeleton. Bên đây có con creeper. Bên đây skeleton này. Ok, đi bên skeleton đi. Đi tiếp các bạn ơi, không có ngán, không có ngán nha. Ồ, cái con này. Mình biết con này nè. Mình biết con này nè các bạn. Nhưng mà bây giờ mình hết mũi tên rồi. Mình biết con này. Cái con cầm cái cây rìu thiệt là to đúng không? Nó hay xuất hiện ở những cái tầng sâu sâu đúng không? Oh my god, zombie, con này con zombie chứ không phải skeleton nha. Ok. Khá là mạnh nhá, mình hiện tại đang khá là mạnh. Phá 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 phá. Và chúng ta được thêm lưu ly và đá phát sáng để mình làm thêm đốt. Mình đang cần nó khá là nhiều để mình làm thêm đốt nha. Ồ, oh, ok, một cái rune cho mình một cái cúp sắt rất là ok, nhưng mà hiện tại mình chưa đủ đủ độ đủ cái sức mạnh để mà dùng cúp sắt các bạn ơi. Đủ cái mining ấy. Bứt mày luôn. Ok, được rồi đấy. Như nào? Như nào? Như nào? Ok, mình được 20 kinh nghiệm rồi này. Mình có nên attack lên ngay bây giờ không ta? Chắc là chưa đâu ha. Chưa đâu, chưa đâu. Đi tiếp thôi, đi tiếp. Đi tiếp từ từ tính. Mình có nên đánh nhau con này không các bạn? Theo mình biết là nó mạnh lắm ấy. Có nên liều một phen không? Câu trả lời là khi xuống tầng dưới thì mình liều luôn cũng được. Để xem coi còn đường nào không cái đó. Bên đây có đường nè. Mình tiếp tục đi bên đây đi. Có một con creeper và một con zombie bên đây. Còn đường bên đây thì bị chặn rồi các bạn ơi. À, khúc này chưa dùng được các bạn thấy không? Mình có đem theo cái ba lô trên người không nhỉ? Ồ mày quá có. Mình có thể cất đồ một xíu đi. Ở đây trong đây thì đồ nó lại hơi nhiều tí nè. 5 bột đá phát sáng có thể làm được rồi đó. Hai cái hàng rào cắt lưu ly. Đây, mắt Ender này. Đi tiếp, đi tiếp. Đây, chuẩn bị đánh nhau con Creeper và đi đường bên đây các bạn ơi. Tại vì nó còn khá là nhiều tầng để mà đi xuống ấy. Cái này thì nó hơi khác với lại những cái mod tận thế zombie các bạn ơi. Mod tận thế zombie thì đánh mấy con này hơi cực. Ok, qua nè. Đánh cái mấy cái tầng hầm này nó hơi cực. Còn những cái mod bình thường ấy thì cái tầng hầm này nó không có được bút sức mạnh các bạn ơi. Nó cũng hơi bình thường. Á, ở đây không có gì thiệt à. Có cái đường tắt nào không? Mình nhớ là mấy từng đường hầm mình nó hay có đường tắt cho mình lắm. What the heck? Con gì đấy? Mũi tên đâu? Nó thấy mình rồi hay gì? Mình sao nó bị té rồi? Con chuột bự thiệt là bự luôn. Có vẻ như nó không tấn công mình, nó đang level 1 gì đấy. Da thuộc phần miếng thịt à? Ờ à, ha, cũng được ấy. Cũng được phết ấy. Đường ở đây là gì?
Đừng có để mình đi rồi sao ấy. Đây nó này. Đánh nhau nó không các bạn ơi. Mình không biết sức mạnh của nó thì mình chưa gặp nó bao giờ và bất kỳ trong cái map nào cả. Mình đánh một phát được 10% máu của nó. Và nó sẽ rơi ra cho mình cái món gì. Ô, đừng thổi càng vậy chứ bạn. Thổi càng. U có cây càng kìa. Gỗ miếng da của nó. Cái càng này thì mình làm được gì ta. Đó, tiếp tục đi qua đường bên đây đi. Để xem coi. Từ bên đây mình chưa đi nè. Ăn miếng mì và táo, sợi chỉ này. Ta có một cái lesser mine 1. Lesser miner đúng không? Lesser mine thôi. Không có miner gì ở đây hết á. Ok, bự con đấy. Có khi có các thứ đấy nhưng mà vẫn sẽ bị chết thôi. Giỡn mặt á. Có rơi cho mình cái quần nữa kìa. Thì ra là mình không cần cái quần đâu. À, mấy cái bột máu này có vẻ là khó có kim cương nhờ. Mình cứ tưởng là nó dễ dàng có kim cương cơ đấy. Thôi bỏ bóng mỏ mì nhá. Mình sẽ quất thuốc anh nhạn đi cho nó nhanh các bạn ơi. À, ném lại những thứ nên ném. Ở đây có một cái long cast 1. Đánh bật lùi 1. Lấy sợi chỉ thôi. Chẳng có gì được trong chỗ này cả. Ok, tiếp tục đi qua hướng. Cha mẹ ơi. Con hổ con các bạn. Con sư tử con. Cái đầu nó vẫn cắn được mình á. Oh my god, mình bị siêu chậm chạp rồi này. Phục hồi bằng mấy cái này đi. Đầu tiên là cái đầu, sau đó là cái chân trái, sau đó là cái mấy bộ phận khác thì mình sẽ dùng cái băng dash cho nó ok. Đây, hồi phục như thế này là bao nhanh luôn. Đó, các bạn thấy tiện không? À hả, mình còn có một cái băng dash đem ra trong người à. Đấy có một cái kè này đó mình. Wow, nice. Đường này thôi, nó thì ra nó cũng tất cả đều chung đường hết cả các bạn ơi. Ôi có con gì đây, có vẻ như có con gì đó và nó đang muốn cảnh báo cho mình. Ok đi xuống nha. À, hết đường đi xuống. Ôi Enderman, wanna kill you Enderman à. Con Enderman trong đây nó mạnh lắm hả các bạn, sao lại gần nó bằng hình rè như vậy. Lại gần nó màn hình nó đúng rè luôn các bạn. Làm mình sợ quéo càng cua luôn hả. Tự nhiên lại nó rè rè vậy đó. Rồi mình còn chỉ còn hai cái con Enderman đó thôi là mình ok rồi đấy. Bây giờ mình thì không thấy cái đường xuống nè. Lúc nãy đi đường nào xuống đó nhờ. Bà con cô bác ai biết chỉ mình với. Hoặc là mình không để ý ấy. Cay nhờ. Đúng rét hầu đậu khác nhờ. Không sao. Đây đường xuống đây rồi. Có một cái đường xuống ở đây. Nó có một cái dấu hiệu cảnh báo gì đó cho mình. Mình có đem gỗ theo trong người không? Ô cha mẹ ơi nó kìa. Con sư tử. Bên đây cũng có rất là nhiều luôn. Ôi trời ơi. Mà có một con gì nó tàn hình đây nữa nè. Bên đây thì có một vài con. Càng xuống sâu thì nó càng nguy hiểm. Ok. Mình cũng chả biết sao nữa. Không có đem gỗ theo trong người luôn. Đây hai ngọc Ender nhá. Ok, bây giờ đánh tới đâu thì hay tới đó thôi. Đánh ở đây trước các bạn nhờ. Bên đây thì mình nghĩ là ok nhất này. Ok, đánh bên đây trước đi. Nice. Bên đây nó cho mình một cái con mắt Ender. Ở đây có gỗ nè các bạn. Đây có gỗ nè và có một cái đường đi xuống để mình giết cái con dân làng thay ma cái. Ôi, nó kìa. Found the life. Đừng có hút càng. Đừng có thở càng như vậy. Để mình giết con này cái. Vẫn đánh trúng người ta á. Hư cấu vậy ba. Vậy mà vẫn đánh trúng à. Ok được. Thổi càng. Cái tật không bỏ được. Ok. Đặt cái đuốc ở đây cái đã. À, mình chỉ cần thực hiện một vài thao tác nha các bạn. Đó chính là mình lấy gỗ. Sau đó thì mình sẽ làm cái màn chế tạo. Rồi mình chế tạo thêm vài cái đuốc đi. Đó. Chứ như thế này thì dùng nó. Nó gọi là quá tiết kiệm rồi đi ấy. 1, 2. Ủa nó lát các bạn thôi. Các bạn thấy nó lát không? Có nghĩa là quái đông ấy. Mỗi lần quái nó đông thì mình sẽ gặp cái hiện tượng siêu lát như vậy ấy. À, chúng ta sẽ chế tạo cho mình những cái cây đuốc. À quên. Ồ đúng rồi. Mình làm như vậy cũng đúng các bạn. Không có gì sai cả. Đây chúng ta có 5.
Bây giờ mình sẽ chế tạo những cái bột này. Ơ, tính ra thì mình cũng chỉ được có 4 cây đuốc thôi à. Không lời gì mấy nhờ. Không lời gì mấy. Rồi thôi, đem cái bàn chế tạo theo trong người đi. Xíu mình cần chế tạo thêm hết các bạn. Tiếp tục đi bên đây. Oh my god, 2 cái lòng spawn. Hơi bị lời. Ok, băng đét. Ngon. Ngon lành liền có băng đét luôn. À, nhập mấy cái đồ này. Mày. Các bạn thấy không? Cái cây shopper đó của mình thì nó vẫn ok hơn nha. Thì mình nó nhanh. Nhanh thiệt sự ấy. Mình mới còn cần kim cương. Bên hiện tại mình đang cần kim cương với lại mấy cái khác thôi. Vitae chứ. Cái này ok, không lấy đâu. Cái này lấy được nè. Rượu sắt lấy nhưng mà chưa dùng được. Ô, có đuốc, ok. Có than, ok. Bỏ được cái gì không? Bỏ được cái gì ngay bây giờ không? Bỏ được cái này. Hồi máu cho bản thân chút xíu. Có một cái lòng spawn phía trước nữa là nha. Tuy mình đánh nó không được nhanh và hiệu quả cho lắm, nhưng mà mình thấy là mọi thứ vẫn đang rất là ổn áp đối với mình. Một cái khiên rất là đẹp này, nhưng mà nó yếu hơn khiên của mình nên mình không lấy. Ok, đi tiếp thôi. Có thêm được mớ đuốc thì nó thoải mái hẳn ra các bạn nhờ. Ba bột đá phát sáng vẫn chưa dùng được. Bên đây thì nó vẫn có một hướng các bạn ơi. Một cái đường đi xuống này thì mình tính sau nhé. Tại vì cái tầng ngang mình chưa đi được bao nhiêu hết rồi. Ok, thao tác thế này cho nó chuẩn nhé. Cái cây cung mình hiện tại chưa có dùng được nên thôi, không cần phải lấy thêm gì đâu. Đó, vậy đi. Bắt lóc các thứ thì nó sẽ nhanh hơn. Và có ai ở đây không? Có ai ở đây không nào? À, bên đây không có gì cả các bạn ơi. Tiếp tục đi đường khác. Đi, chúng ta sẽ quẹo lại cái đường cũ ở đây. Tìm những cái điểm mới để mà đi. Nãy giờ mình mới đi có một đường thôi đó các bạn thấy ghê. Tụi này nó mất tiêu hết rồi nè. Nhàn cho mình. Ok, mình đi hướng bên đây đi. Liệu mọi thứ có ok phía trước hay không? Cứ đi thôi, không có sợ gì hết đấy. Phải can đảm lên các bạn nè. Tới cái thuốc hồi phục. Cái này thì nó có tác dụng với mình trong tương lai phết đấy. Bên đây có một lòng spawn. Bên kia có con gì đó này các bạn thấy không? Ok, đi qua lòng spawn này trước đi. Skeleton à. Skeleton thì hơi khó đối chọi xíu. Tới với mình thôi. Ok, phá cái đó. Tính tiếp sao có một con gì đó ở đây nữa này các bạn thấy không? Không lấy được vàng á. Ghét nhờ, bỏ lông đi. Lông cũng tuyệt vời nữa, không muốn bỏ tí nào các bạn ơi. Bỏ cá đi. Lấy lông, lấy lại lông. Lông tuyệt vời lắm. À, hết bánh mì, phải có 3 tê. Chầm hỏng 3 sửa chữa. Ui, 23 cây đuốc. Ngon nghẻ thiệt. Phục hồi, đó, phục hồi xong rồi. Làm mấy ngụm nước các bạn. Sau đó quất ổ bánh mì nó là đẹp. Sau đó quất ổ bánh mì nó là siêu đẹp luôn. Đây. Hồi nãy nó có một cái đường, các bạn hồi nãy các bạn thấy một cái hố phía dưới không? Đó. Một cái ravin. Ui, nó xa quá thôi. Xa quá thì đừng va chạm các bạn. Ui trời ơi. Nó đang nhảy cũng bắn người ta được hả? Đáng ghét thế nhờ. Ok. Và đặc biệt mấy con skeleton trong game này nó bắn dính lắm các bạn ơi. Bắn chuẩn lắm. Nó bắn ảo ma Karada Yamaha lắm luôn ấy. Da thuộc. Còn có những cái miếng này không cần. Đi tiếp bên đây. Wow. Mấy khu vực trung tâm này hơi đề phòng chút xíu các bạn. Lỡ con nào nó spawn lẻ tẻ ở đây nó đánh mình veo mồm mình ấy. Ôi trời. Xịn vậy. Xịn quá này. Một đá phát sáng này. Mới có 7 à. Nên cũng chế tạo được thêm 4 cây đuốc thôi. Không có cần lấy chi nhiều đâu. À, chỉ này. Búa đi ngục nữa. Không cần. Không cần búa nether đâu. Ồ, bên kia có một lòng spawn. Tuyệt vời. Mặt trời liền. Có một lòng spawn bên đây. Phá nó đi. Kim cương. Ôi trời. Nhiều đồ vậy. Nhiều đồ vậy thì hơi khó xử cho mình quá. Nó khó xử cho mình thiệt. Nhiều đồ thế này mình chả biết làm sao nữa. Bây giờ mình phải lo toan cái việc vứt lên vứt xuống các món đồ trong người mình. Bày chế tạo chăng? Bày chế tạo. Ok. Sau đó thì mình sẽ thực hiện cái thao tác cất đồ. Cất cái này đi, không cần mấy cái này nữa. Thuốc không cần luôn. Mấy cái này tương đối cần này. Cái này không cần hiện tại này. Cần này. Đó. Liệt kê mấy cái hợp lý thì cứ bỏ vào trong đây thôi. Táo vàng các bạn, mình nghĩ các bạn nghĩ mình cần không? Không đâu.
Mình nghĩ là lần này mình chủ quan chút xíu đi, chắc cũng ok đấy. Cái này có gì mình cần nè, đây là bọn mình chạy. Cái nỏ chưa dùng được này, cúp chưa dùng được này, giường này, xương này, chỉ thì lát mình nhặt lại cũng 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 như không thôi. Đó, atlas này, bánh mì phải có pate đàng hoàng này. Rồi, nhặt lại đồ thôi được rồi đó các bạn. Ổn rồi đấy. Ủa các bạn để ý không, mình đi nãy giờ level 29 rồi này. Đã phát sáng và than. Ở trời trời, mời có than đi luôn. Ok. Ủa cầm than lên nó sáng lên các bạn. Ủa cái này có thể thay đuốc được nè. Ủa giờ mới phát hiện luôn á. Lắm mớ cái này đi, hai cái. Băng đét. Phôi vàng. Ủa cái medkit này, mấy cái VIP này. Ủa cái này hồi máu cho mình cũng hơi nhiều nha, nhưng mà nó yêu cầu là magic level 12. Hiện tại thì mình đang ưu tiên nâng attack. Có thể dùng được đồ kim cương luôn rồi này. Ủa chưa, mới 15 mà. Mình còn một kinh nghiệm nữa cơ, một kinh nghiệm nữa thôi là mình sẽ đủ nâng attack level lên level 16. Đường này đi rồi nhá, bây giờ mình sẽ lui và đi tiếp cái đường kia. Đây các bạn thấy không, nó sẽ đưa xuống một cái tầng hầm khác này. Và nó cũng rất gì và này nọ đấy. Đường bên đây thì Red chưa đi. Nè cầm lên nó sáng đó các bạn. Nên thôi cầm đuốc ok hơn ấy. Quần, thuốc. Ô thịt gà, thịt gà, thịt gà. Ui thịt gà. À cool. Đứng hình mất 5 giây. Còn ai đây không? Không, không còn ai hết. Rương, ui ui ui. Tuyệt vời các bạn ơi, tuyệt vời, tuyệt vời. Bánh mì hơi nhiều rồi. Lấy thêm nữa thì nó sẽ bị cái tình trạng là quá tải. Để mình xem coi. Mình chỉ thấy cái body của mình là nửa tim thôi, không cần làm gì thêm nha. Không cần làm gì thêm hết. Cái đem mấy cái này trong người ấy, chuẩn bị khi nào mình cần thì mình búp cho cơ thể của mình thôi là ok liền. Đường về bên đây. Tiếp tục đi đường này và chúng ta sẽ tìm ra một cái hướng khác. Cụ thể là hướng bên đây các bạn à. Ủa sao hướng bên đây cái nó lag các bạn. Mình qua hướng bên đây cái mình né các bạn. Ôi mẹ ơi. Nó đang hút máu của mình. Oh my god. Oh my. Chưa gì là qua là bị ngợp á các bạn thấy không. Chưa gì qua đó là bị ngợp với nó liền. Oh my god. Tuyệt vời nha. Ơ bây giờ mình đang attack lên được rồi đấy. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là lúc về nó. Ui ui ui. Đủ rồi nè. Giờ việc của mình là cần kim cương thôi. Ủa các bạn thấy lát không? Mình sẽ đến, chắc là mình đi nốt cái tầng này rồi mình sẽ đi tìm cái tòa tháp bình thường ok không các bạn ơi. Tại vì cái tòa tháp này nó quá nguy hiểm với mình. Tòa tháp bình thường thì nó có tỷ lệ kim cương chứ nãy giờ mình đánh cái này các bạn thấy không? Mình đánh mấy lần spawn này đâu có ra kim cương cho mình đâu. Mình nghĩ là mấy cái pháo đài ấy, thì nó mới có thôi. Chỗ này thì hết hợp để đi farm kinh nghiệm. Tứ mực làm chi vậy? Ok bên đây cũng có nghĩ có nó cũng sẽ có thêm một vài đoạn spawn. Đi nhà VIP này. Mấy cái này cũng chả làm được gì đâu. Đi tiếp đường bên đây nhá. Để xem. Rồi, có vẻ như bên đây cũng chả có gì. Đường bên đây. Đây, cái chỗ này là cái chỗ cuối cùng là mình sẽ đi nè. Safe go, cái này nó thuộc về cái mảng bảo vệ đúng không các bạn? Mình nghĩ nó sẽ thiên về cái mảng bảo vệ ấy. Rồi, ở đây cũng chả có gì hết. Ok, mình nghĩ là chắc là mình sẽ đi tới đây ở cái tầng này thôi. Tại vì ấy, nãy giờ mình tìm hoài mà nó chả ra viên kim cương nào mà. Mình chỉ đang cần kim cương thôi. Đây, tổng kết lại chút xíu này. Đây, mình còn hai viên kim cương, mình thiếu hai viên nữa thì phải. Để mình xem coi cái show geyser này. Đây, hai viên kim cương nó thôi là đủ rồi. Mình chỉ còn đi tìm tòa tháp mình đánh thôi là được nha các bạn. Để chúng ta có thể thuần phục được thú cưỡi và nó có thể hồi sinh được. He he, ok. Bây giờ thì mình lên mặt đất thôi. Hy vọng là trên mặt đất hiện tại đang là buổi sáng nha. Buổi tối là hơi toang ấy. Ok, đi thôi nào các bạn ơi. Và cuối cùng thì mình cũng đã tìm được cái tòa tháp các bạn ơi. Nãy giờ thì mình có làm một cái đoạn nhưng mà mình quên bấm quay. Cái hay thiệt sự. Thì không sao. Vậy thì mình sẽ đặt cái tòa tháp cái này xuống. Thì mình có thần phục những cái em sói các bạn bên cái điểm này này. Mình có đánh dấu rồi. Và mình cho nó ngồi đó. Khi nào về thì mình dắt về. Tại vì cái đoạn này thì mình đánh nhau ấy. Cho nó vô thì nó lại không hợp lý. Cho nó đi theo không hợp lý chứ. Đó. Thì mình cần cất bớt vài thứ ra. Cất đi. Oh my god, tiếng quạt cánh. Con rồng các bạn à. Nãy giờ mình bị con rồng phá đám dữ lắm luôn ấy. Ôi các bạn chưa biết mình khổ cỡ nào nãy giờ đâu. Ok, vậy chắc được rồi nha. Cái cây đuốc quan, cái cây cúp quan trọng này.
Đi thôi các mày, đánh nhau thôi. Đánh nhau nhanh, tìm mấy cái kim quặng kim cương thôi. Bây giờ chắc không còn gì thiết tha mình hơn những cái viên kim cương đâu. Và hình như trong những cái tòa tháp này mình có thể dễ dàng tìm được mấy cái gì ta quên rồi, là mình giết con này cái. Mấy cái ngọc Ender các bạn, trời ơi bị độc nữa rồi. Vô tình để nó tấn công các bạn, gặp con zombie boss nữa chứ. Hết máu rồi. Lộn, hết mũi tên rồi. Ok, mình giết con này chắc cũng không khó đâu. Chết mà đi, mày chết đi. Đây, nó rơi cho mình những cái mảnh này. Ui, 8. Tám là mình chỉ còn thiếu một cái này nữa thôi là mình có thể nâng được thêm một giọt máu ấy. Được, tuyệt vời. Good job. Quên. Mình sẽ nâng cái nào ta, magic lên level 12 em ta, để mình có thể dùng được cái kia ấy. Nâng lên đi. Còn thiếu mấy nữa. Mình định dùng cái này nè, magic lên level 12. Tại vì bây giờ mình cũng đâu đủ kim cương để mà nâng attack đâu. Nên thôi, có cái gì thì nâng tạm cái đó đi. Cái này thì mình sẽ sớm muộn mình cũng sẽ chinh phục được hết mấy cái điểm này thôi. Mình bước qua đời nhau á. Đây, mấy cái này cần phá cẩn thận nha các bạn. Mình sẽ không vội đâu. Vội một cái là mình bị mấy con zombie nó tấn công liền. Đây, kinh nghiệm đây. Bây giờ thì mình sẽ lên đây và hy vọng là mình không gặp mấy con boss trên đây nha. Cay thiệt ấy. Nó bị đánh cái kiểu này khó chịu lắm luôn các bạn. Mùa đông, ôi. Đông vậy mình cứ tưởng là có con zombie boss ở đây ấy. Có con nhện trên đầu mình biết thôi. Mình cứ từ từ thôi. Giết con nhện này trước. Phá cái này. Có con nhện đây nữa. Mày. Ok. Hay là mình chơi chiến thuật mình leo bên ngoài vô các bạn. Mình thấy chiến thuật đó nó vẫn gọi là tiện lợi hơn nhiều quá. Ok, chết mày chưa? Cái tội nhây nhây. Trên đầu mình có cái điểm nào nó nhảy xuống được không? Lên khá là nhiều này, phục hồi cho bản thân cái đó. Bandage. Ok, lên tầng nữa nè. Nếu mọi thứ không phù hợp thì mình cứ leo cái đường bên ngoài thôi các bạn ơi. Tìm kiếm cuốn kinh nghiệm nó hiệu quả hơn nhiều. Ok, nó có nhảy xuống các bạn thôi. Nó luôn luôn dính độc như thế này á. Hên cho mình là không gặp mấy con boss ấy, với lại những con zombie king ấy. Không thì mọi thứ nó càng tan cho mình hơn nữa. Độc kìa. Độc liên hò liên miên luôn. Căng thẳng thiệt. Cảm giác như là game lúc nào cũng sẽ khó đó các bạn. Nó không thể dễ dàng hơn được ấy. Trời ơi. Cây của... Ủa ơi. Lâu lâu giết thì sẽ có những cái tên này nè. Ok, mình hiểu mình nên làm gì rồi. Không đánh nhau nữa, chơi chiến thuật thôi. Ok, chúng ta sẽ leo từng tầng lên mà chơi chiến thuật. Lúc nãy là mình nhận rương ở bên đường này. Ok, mình sẽ leo đường bên kia. Đều là chiến thuật cả thôi các bạn ơi. Trời gần tối, có gì lát mình leo lên trên kia, mình ngủ trên kia luôn cũng được. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đầu ra. Đó, ngay chóc đúng không? Tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đồ cũng tạm được. Mấy cái lòng spawn kinh nghiệm cũng có này. Giết nó. Không là nó sẽ giết mình. Ô, con nhện boss. Oh my god, làm sao giết nó đây? Ủa, nó cay le nữa chứ. Oh my god, mấy con nhện này khó chịu quá. Ủa, nó cay le dưới kìa các bạn thấy không? Nó đang leo lên mà nó đang tìm cách tiêu diệt mình. Thôi anh hai ơi. Không muốn đánh nhau thì thôi, đi ngủ các bạn ơi. Phục hồi bản thân rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Cái tòa tháp này có vẻ cao. Không biết trên đỉnh có cái con một mắt không nhờ. Các bạn nghĩ có không? Mình đoán là có đấy. Ok, cái chiến tiếp chỗ này thôi. Tới có con nhện boss đây nè, mình chưa có dịp đánh nhau nó nữa. Tự nhiên nó mất tiêu rồi, ngủ đi nó mất tiêu luôn rồi. Kệ đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ôi, tốn mấy block quá các bạn ơi. Tốn thì tốn thiệt, nhưng mà mình không ngại đâu nhá. Phá cái lòng spawn đi, giết hết con nhện là mình chui vô. Đó, cái chiến thực giống đợt trước mà mình dùng. Ui, đông lắm. Đông lắm nha.
chưa đủ tầm. Vào đây chút xíu nữa thì đủ tầm rồi. Nhưng mà khúc này thì mấy con nhện nó sẽ tấn công mình nhiều lắm. Cẩn thận. Ok. Ok. Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Mày giết hết tụi này đi. Rồi từ từ tính sao các bạn. Oh my god. Con nhện nó giết mình dễ quá ta. Đánh mình một cách dễ dàng lắm luôn ấy. Mày coi cái kiếm mình gần hư rồi. Nhưng mà tụi này nó đông quá các bạn ơi. Mình bó tay rồi. Không làm gì được, nó đông quá. Đông thiệt sự. Ok, phục hồi cái đã. Oh my god. Xuống. Ồ, nó thấy mình rồi. À, đứng chỗ này đi. Cái đó thì mình sẽ tự phục hồi cho bản thân. Ok. Đó, vừa mát mà vừa phục hồi cho bản thân nữa. Ok. Rồi, được một mớ. Cũng ok đấy. Ôi, mình đang bị mọi thứ đang đối chọi với bản thân mình. No. Cay thế nhờ. Té xuống dưới đây luôn rồi. Sao mình có thể nhìn thấy được xuyên không như thế này vậy? À quên, 23 kinh nghiệm mà nè. Nâng cái này là 12 mà xài. Bút chóp. Xài thử con gái nha các bạn. Hình nó cho mình những cái dòng ok lắm hay sao ấy. Bùm. Wow. Để xem nhá, mình đang có hấp thụ và có thêm những cái dòng máu như thế này rất là tuyệt. Đó, cái này thì dùng tương đối tiết kiệm chút xíu thì đánh nhau nó sẽ khoai hơn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình thấy mình tràn trề sinh lực rồi. Nhưng mà mình lại hư cái kiếm rồi, làm cái khác thôi. Chúng ta sẽ cần một cái bàn chế tạo cho bản thân. Đây, mày quá có gỗ trong người nữa chứ. Một cái bàn chế tạo. Sau đó thì mình sẽ cần cái handle. Một cái handle và những cái viên sắt. Thì các kim cương cũng được nhưng mà mình không có nhiều cho lắm. Dùng sắt tạm đi các bạn ơi. Chúng ta sẽ tạo một cái saber mới. Đây, nó đây. Rồi, cất những thứ này vô ba lô tiếp. Rồi từ từ tính thêm. Ok chưa. Đây, đây có thêm mớ kinh nghiệm nữa này. Đó, cứ cất vô trong cái hành trang của mình đi. Đi đánh nhau tiếp. Bây giờ chỉ có nước là mình vô mình chản nhau nó trọng thôi. Chả còn cách nào khác đâu. Đâu ở đây nó nắng khó chịu quá. Mục tiêu là tìm kim cương các bạn à. Đi tiếp thôi. Mục tiêu là tìm kim cương. Hello. Hello bro. Tiếp tục lên tầng nữa. Càng cao thì càng khó mà các bạn. Càng cao thì nó sẽ càng khó. Ơ à, sao vắng vẻ nè. À để ý nha. Ôi. Mình nghĩ ấy là chúng ta có thể tận dụng một cách thông minh. Ở trời ơi, sao mà lại bị cháy như thế này. No, không muốn bị cháy đâu. Khó chịu quá các bạn ơi. Mình lên lấy lại cái xô nước này cái để cho các bản thân nó mát mẻ chút xíu. Cái chắc này là đang mùa hè này, mình đoán nha. Đây đang là mùa hè hay sao ấy nên nóng quá. Vô bóng mát cái đã, cho cái thân nhiệt nó hạ xuống chút xíu. Rồi ăn với lại phục hồi bản thân cái rồi vô đánh tiếp. À mình hiểu rồi, mình đi càng xa tụi này nó sẽ biến mất nhanh hơn. Ờ vậy đi, đánh cho nó nhẹ nhàng chút xíu các bạn. Bùm. Như kiểu mình đang ăn táo vàng vậy đấy. Các bạn thấy xịn không? Thân nhiệt xuống mấy nữa đi. Xuống nấc nó đi nào. Thôi có cái này đem theo trong đó cũng được. Ờ bị lỗi chắc luôn. Đây, hết lỗi rồi nè. Đi vô lại. Ra ngoài đây là nóng, nó nắng lên quá. Đánh nhau tiếp thôi. Vẫn chưa tìm được viên kim cương nào ạ. Cây thiệt sự. Rồi lên tiếp. Kinh nghiệm thì rất nhiều. Kinh nghiệm thì vô biên. Kim cương thì không có. Đó mới gọi là cây đó. Đó phát sáng. Băng đét. Ok. Vậy được rồi. Đi tiếp. Nữa này. Thân nhiệt lại bị tăng này. Chắc là do mình lên cao ấy. Ồ cha mẹ ơi. Mấy anh mấy chị nhẹ tay cho em xíu. Mấy chị nhẹ tay cho em một chút xíu. Oh my god. Dã man chưa. Vừa bị nóng mà vừa bị tấn công kiểu này thì ai mà chịu nổi. À, áo ma Yamaha thiệt các bạn à. Mình đánh không có lại thiệt. Ok không bỏ cuộc nhá. Lên tiếp. Tại mình bị nóng thôi, mình không bị nóng là mình chơi được ấy. Cay thiệt chứ.
À, chị em, cho em bóp vài vòng chị ơi. Bóp cho em vài vòng, bóp cho em vài vòng. Ok, khổ cực thiệt luôn các bạn à. Chưa bao giờ mà mình khó như thế này ấy. Tiếp thôi. Không ngần ngại mà đi đánh nhau tiếp thôi. Tụi mày đâu, ra đây, nhanh nào, tao sắp bị cháy rồi nè. Come here. Mày tấn công người khác thì giỏi lắm. Tấn công người khác thì giỏi lắm. Chiếm tiếp tầng khác. Nhưng mà gần lên tới đỉnh hay sao ấy. Oh my god, oh my god. Ủa nó bắn vô đầu mình không à. Oh. Kim cương. Oh, đen thiệt các bạn ơi. Vậy là tùy cái tỷ lệ, tùy cái khu vực ấy mà nó cho mình kim cương hay là không. Điên chỗ này là không à. Ui trời, sắp chết rồi. Sắp chết rồi. Để xem nhá. Ui, đi ra, đi ra. Đông nhờ. Mấy anh mấy chị đông đấy. Đấm, ui. Con này xuất hiện rồi, hơi toan. Bị cháy nữa chứ, thôi đi xuống. Coi, cái này đi lên rồi. Đi xuống một tầng để nó hạn chế spawn nha các bạn. Cách 2 tầng chắc là tụi nó sẽ không spawn đâu. Để mình giảm thân nhiệt cho mình một chút xíu. Ở đây mày nóng quá. Ok. Nó ăn ngõ mì vô. Giống như ai kéo mình xuống đó nhờ. Ghê thiệt. Mỗi lần mình dùng thao tác gì thì mình sẽ bị chậm lại mà. Ok. Thân nhiệt nó tới đây thôi. Nó đang giảm xuống thêm này. Tốt vậy. Tốt dữ vậy. Ok, để xem coi. Đi tiếp. Mình nghĩ là mình không nên dừng lại ngay bây giờ đâu. Đi xuống dưới luôn bạn. Cái gì vậy? Nó mang em siêu nhân à. Con còn boss. Thôi xong. Mất luôn cây kiếm. Đen thiệt sự à. Nãy giờ lấy hoay vài vẫn không được viên kim cương nào luôn. Mình nghĩ là cái tòa tháp này nó không cho mình viên kim cương rồi các bạn ơi. Vậy là chúng ta vẫn chưa thể có thú cưỡi trong tập này rồi. Mình sẽ cần...